Hello anh em, ngày hôm nay thì team Sakalis đang có mặt ở đây để cùng nhau thực hiện một cái thử thách gọi là đố nhau để làm những cái động tác mà chưa làm được hoặc là chưa tập bao giờ. Bây giờ thì lượt chơi anh em mình thống nhất như thế nào nhỉ? Đây là mỗi người được đố nhau đúng không? Đố nhau làm một skill khó. Ok. Không nhất thiết là khó mà quay lại ít tập hoặc chưa tập. Đúng rồi, ít tập hoặc là chưa tập bao giờ nhá. Bây giờ thế thì đầu tiên là hôm nay cho thằng Sơn bắt đầu, lượt đầu tiên cho thằng Sơn bắt đầu trước. Thằng Sơn sẽ được đố Lâm Hoàng. Thôi mọi người trước đi. Ok. Trước đi. Đây là thằng em phải nắm người đã. Thằng Lâm thì đố Lâm Hoàng làm một cái gì đấy đi. Bây giờ nhá, thôi được rồi. Bọn mày chưa mở bát đúng không? Để anh mở bát trước nhá. Bây giờ anh yêu cầu thằng Xuân Hoàng làm handstand thẳng. Handstand đẩy hết vai. Tại vì thằng này đi đấu giải là rất hay không để hết vai này. Mọi người đều làm hết luôn. Rồi ok, bây giờ tất cả mọi người đều làm nhá. Thôi Sơn thử trước. Sơn thử trước đi xem nào, xem đã làm được handstand thẳng chưa. Handstand ring mà không thẳng ở dưới đất đang. Handstand được ở trên ring mà lại không handstand ở dưới đất à? Rồi. Anh đông đánh giá khó không ạ? Thực ra cũng đỡ hơn hôm qua rồi. Biết là hôm nay sẽ quay video nên là hôm qua đã tập mở vai một chút rồi. Xuân Hoàng thì sao? Xuân Hoàng bây giờ handstand thẳng chưa? Thẳng rồi. Mở hết vai rồi. Lâm, đối với Lâm chắc easy. Với Lâm chắc easy thôi. Form hai này giống nhau thế. Không nhưng mà form handstand giống nhau. Ok, đã xong động tác thứ nhất. Bây giờ thì bọn mình hãy nghĩ thêm một động tác tiếp theo đi. Đây, em có động tác này. Đợi tí. L-sit, bây giờ anh thách đối thằng Sơn làm L-sit. L-sit á? L-sit ai chả làm được. Làm được không? Thôi, em cái này. Ok. Anh thách Sơn X muscle up. X muscle up. Ok, thử đi. Đại tí em đi điểm. Ích mắt xóa. Có cho lấy đà không? Được. Không lấy đà thì đi nhá. Làm được. Đâu, thế kẻ thách đấu đâu làm đâu xem nào. Kẻ thách đấu liệu có làm được không? Quá easy. Xuân Hoàng làm được không? Cái đấy ngày xưa là anh thích hay thích tập cái đấy cực. Được kim vô địch giải Hà Nội. Không làm được tích. Thử lại. Lại nào. Sơn thử impossible dip. Làm chưa? Chưa tập bao giờ. Không làm được đâu. Tuổi gì? Mình ra làm cho nó xem. Ây ạ. Sâu hơn. Hoàng làm thế nào? Impossible dip. Cái này đúng đúng là em phải làm cái gì? Impossible dip là một động tác mà một động tác mà không phải làm được á. Mà kiểu nó cũng khá là tốt đấy, nhưng mà bây giờ gần như là chả ai tập nữa rồi. Nhưng mà em sợ làm xong ngày mai đau tay xong không tập được. Ông chỉ làm một cái thôi. Lên. Ơ kìa. Thôi xong rồi. Thì em bắt tập đó. Các thành viên team Sakalis phế vật rồi. Tập basic khi không chơi. Đây. Mình. Ui dài em. Game ít thôi. Suốt ngày chơi game. Cả team quay video thử thách thì lại vẫn chơi game. Đa càng anh ạ. Em đố anh. Thôi để em ăn thử thách anh game này ăn 20 mạng. Đấy, mèo có xem video thì thấy là Minh hay chơi game lắm nhá. Anh Minh chia sẻ là sáng chơi game tối. Ok, thế bây giờ tất cả đều không làm được. Tất cả đều không làm được à? Không.
Thế để cameraman làm cho. Ui giời. Chán thật sự đấy. Bây giờ nói thật với cả mọi người nhá, là không phải lúc nào mình cũng lên hình đâu, nhưng mà mình chỉ lên hình những cái lúc mà team nó gọi là bó tay phải tìm đến mình thôi. Đây thực ra là người mạnh nhất team. Ui. Ai à. Xuống trọng quá thì không có đà lên. Mình làm chắc sẽ đẹp hơn đấy. Impossible đi. Quá đơn giản. Không cần tập luôn, không cần phải tập, chỉ cần chơi game thôi. Các bạn mất quá nhiều thời gian cho việc tập luyện. Lợi ích của việc chơi game à? Ôi, chơi game tay to mà. Ok, được rồi, vậy là động tác Impossible Deep là team Sakalit này đã không làm được rồi. Lại phải để hai ông già ra tay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp một cái động tác tiếp theo để thách đố mọi người đi. Đây, anh Thách Sơn này, làm full trên đây. Làm full trên quả bóng. Ừ. À, thử thách khả năng thăng bằng và kiểm soát. Từ từ Sơn ơi, sang góc này. Mang ra ngoài kia sáng được không? Xem nào. Sự đơn giản. Đơn giản nhá. Ok ok. Các bạn nhìn này. Chỉ làm một lần thôi nhá. Cũng được. Cấp được. Chuyện quá cấp, đánh giá không cao. Mấy điểm cả nhà? Không, Phong đấy là ok rồi. Phong đấy cũng ok rồi à? Thực ra khóa cái là sẽ rất khó điều chỉnh được quả bóng này đấy. Rồi, đến lượt xuất. Cầm là thấy dễ. Xuân Hoàng thử nào. Đúng rồi. Ok ok, đúng là đẳng cấp của nhà vô địch. Lâm thì sao? Lâm là người thích đố đúng không? Chết rồi. Lên. Ai à? Đúng là người thách đố rồi. Động tác này thì chỉ thử thách anh em kiểm soát một chút thôi, chứ thực ra với cái độ cứng và lan tre của ba anh em thì chắc là nó cũng không khó. Đâu, bạn Hoàng muốn thử gì đây? Handstand. Handstand thế này chỉ có anh handstand được thôi. Cứ lại để đến lượt Sơn Nguyễn làm rồi. Sơn Nguyễn là sao mà làm được? Mọi người cứ phải để em làm nhỉ? Đã bảo là thôi rồi, cứ phải để làm cơ. Đâu? Này, làm một lần cho xem đi nhá. Được. Lên thẳng được không? Cố lên. Ây à. Cũng được. Cũng ổn. Có em gì, em có làm được đâu. Không làm được luôn à? Không, có muốn thử không? Không. Nhìn nó hơi nguy hiểm đúng không? Không làm thì thằng Sơn nó lại không biết thầy nó là ai. Không làm thì thằng Sơn nó lại quên mất cội nguồn sức mạnh của nó. Bộ gen nó thừa. Làm từ ai mà ra? Master làm đi. Ai kính phết. Ôi giời ơi. Người ta giữ cứng như thế. Thầy còn không bằng trò. Bây giờ nhá. Bây giờ em thử thách này. Em thử thách mọi người handstand ring. Cái gì? Anh thế làm sao làm được? Cái gì nó khả thi tí chứ? Ring handstand khó quá. Làm đi, mọi người thử đi. Hoàng này. Ôi giời. Được. Mẹ. Ôi giời ơi. Lâm ơi. Không muốn thử đâu. Sơn em không biết là anh hồi trước cũng dùng dịch nhẹ lắm. Thằng Sơn này mày không biết rồi. Thằng Hoàng nó chưa show rồi. Nhưng mà con nó phải nhìn lên này. Ừ, đâu. Rồi kìa. Ngày sớm ăn gì? Form như thế à? Ngã như thế đúng không? À, ý
ý em là gã phải như thế đúng không? Ôi, treo cổ à? Ừ, cái đấy. Động tác này là một trong những động tác cổ điển ngày xưa mà rất nhiều người thích tập vì nó ngầu ấy. Nhưng mà bây giờ liệu ai còn làm được không? Mọi người có thể lấy áo, lấy khăn kê vào được. Mới mỏng thôi, kê mỏng thôi. Ok. Em tưởng anh kê lên để anh làm. Không, nớn mày nhường béo. Anh đố anh ạ. Ok, làm mẫu chưa? Đừng ngỡ cổ. Ui, treo cổ nhá, anh chưa tập bao giờ đâu, anh mới chỉ tập treo gáy thôi. Làm đi Sơn. Lại phải để người cổ to làm. Thằng này. Người cổ bé thì người cổ to làm nhé. Ok, lại cổ lại gáy rồi. Nào, hy vọng cuối cùng của team Sakalit. Anh quay lại cái này đi. Ok. thử lại à? Ui, anh chưa tập cái này bao giờ luôn, thật sự. Không recommend anh em tập skill này nhá, tại vì tập skill này thì cái việc cúi đầu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ anh em ấy. Bình thường xem tư thế xem điện thoại, xem laptop các thứ đã phải cúi rất là nhiều rồi. Anh có thử thách mới em. Ra làm elbow front lever. Như nào? Hả? Thì như này này. Elbow front lever. Ừ. Đâu? Như nào? Cái tì mà xa như này này. Anh thử làm thử em xem. Đây, elbow front lever đây Lâm. À đây Sơn. Sơn thử làm đi. Nói chung cũng dễ. Đây rồi. Đối với người không tập front bao giờ thì nó vẫn là dễ hiểu không? Chỉ cần lên front mà. cũng được rồi. Cũng gọi là được. Không, not bad. Hoàng giữ chắc easy. Giữ xài cho Hoàng à. Ây à, lưng nhìn khô phết nhờ. Ai à? Ok. Quá dễ cho anh em nhà này rồi. Anh với Sơn có thách đấu gì không? Có. Em thách đấu. Ê, anh thách đố bọn em one arm pull up. À kéo xong tay. Đúng rồi, một động tác phổ biến nhưng mà chưa thấy ba ông này tập bao giờ. Bây giờ thử. Ai bảo thế? Thử xem ba ông này có làm được one arm pull up không? Lần trước trong khi thực hiện thử thách anime. Anime ok. Lần trước em chả làm được đấy. Anh mới nhìn em làm thôi. Thế thôi, thế em cùng mình phải làm nữa. Thằng Sơn làm thử thế nào, làm được. Thằng Sơn chưa chắc đã làm được đâu. Lấy sang cao cao vào. Mặc dù có bộ lưng rất khủng bố nhưng mà bộ kéo của anh ấy tập rất ít. Cầm thế đã thấy là nó có rồi. Như kiểu ấn lên front lever của Nam vậy. Có định kéo sang một tay không? À! Qua cầm nó. Ờ? Sao tay trái kéo khỏe đấy? Cảm giác tay trái kéo lại kéo được nhỉ? Đây trùng cuối. Thôi trùng cuối. Cắt kéo. Ok. Mắt số áp à? Con nào mắt số áp à? Ây da. Ui dồi ôi. Mình nói là các bạn mất quá nhiều việc vào thời gian học viện. Ây da. Tay trái luôn. Ui. Hôm nay oải quá, hôm nọ mới lên được đấy. Thật à? Thôi đợi lại một hôm nào đấy mà mình không oải nhá. Nhưng mà chuyện đấy là nó diễn ra hơi ít. Hôm nào cũng kêu oải. Vẫn thử lại. Hôm nay chưa phải gặp mình thôi. Cầm máy anh thử nào. Lâu không tập, sợ chấn thương ấy. Khổ, à tay trơn quá. Thường thường không làm đâu, tay chơi. Anh sợ. Quá
đây xem có cảm giác rồi. Bỏ đôi tất đây cho nó nhẹ, bỏ tất đây cho nó nhẹ. Đâu? Tay, cá sấu có làm được không? Lên rồi. Đâu thế Hoàng thử con làm bunat xem nào. Lưng Hoàng khô phết nhở. Easy à? Ây à, clean đấy. Clean, rồi. Quá easy. Ây à, để tay sau lưng luôn. Ây à. Ok chưa? Quá gắt. Đây. Thôi anh đi xuống đi. Anh hết thở rồi. Mọi người bây giờ làm động tác mà để này xong để kéo xích xong lên. Ủa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa gắt đấy. Kéo xích nha. Mình quay mặt ra đây mình. Ôi. Kinh. Ok. Ôi ôi. À. Thách thì phải làm được. Kể thách đố lại không làm được. Mấy này sao hỏng rồi. Thằng Sơn không làm được. Cái này đừng đoán trước thế. Sơn không làm con được. Ra. Sơn thì anh là chú tể đoán trước mà. Lộng ra. Elsit nhớ phải giữ lại Elsit. Nhiều đá quá. Kéo từ từ mà. Đấy rồi, là sẽ lôi. Lâm thử thế nào. Ngày xưa anh mát số hot slow motion được mà. Thế là cái đấy anh vẫn hiểu. Nhớ. Để anh thử. Đây cho anh thử không? Sao khó đấy nhở. Nặng phết mà anh, nếu mà lên từ nặng mà. Đấy, kéo chậm như vậy. Còn thằng Minh nó kéo còn chậm hơn đấy. À em hiểu định ý rồi. Định ý. Em kéo lên được. Em hiểu. Không chửi bậy nhỉ, quên xin lỗi. Nói chung đơn giản thôi. Mọi người phải hiểu định lý của nó. Ok. Định lý. Nguyên lý. Giáo sư vật lý. Nguyên lý gì? Giáo sư vật lý Sơn Nguyễn. Nguyên lý tên là gì? Định lý toán học. Tên là gì? Sự hấp thụ của rơi. Hòa chân. Bậc thầy toán học. Bậc thầy toán học Sơn Nguyễn. Quá trời, mỗi em quá rồi. Ừ, anh mình. Mặc dù anh ấy đang nghỉ tập. Mình chỉ chơi game, mình chỉ chơi game thôi nhá. Mình chỉ chơi game thôi. Bí quyết để khỏe tập khỏe là gì ạ? À, các bạn phải chơi Call of Duty lên đến danh huyền thoại thì các bạn auto làm được thôi. Chết thật đấy, thế hệ tiếp theo của Calisthenics Siêu Ao Việt Nam thì càng ngày là càng bỏ qua những cái động tác truyền thống rồi. Hai động tác đến ngày xưa là khó hót lắm ấy. Cái... ngày xưa người ta không tập gì nhiều mà. Ngày xưa thì người ta lại không tập planche mấy, người ta lại tập những cái nhưng mà có impossible dip bây giờ vẫn nên tập. À. Toàn tập vớ vẩn nhỉ thầy Minh nhỉ? À? Mọi trẻ con bây giờ toàn tập cái đồ vớ vẩn đấy. Tưởng thế là hay. Bây giờ hai anh em mình vẫn khỏe nhất phải nhì mà anh khỏe nhất em chỉ khỏe nhì thôi đúng không? Giá trị anh. Mọi người thử form pro chat đi. Không, không có chắc là ai cũng tập rồi. Ai cũng tập mà. Dạ. Có mỗi anh mình với anh đồng thì làm được rồi. Đúng rồi. Con này là thu ngực vào đúng không? Đấy. Đúng rồi, thu ngực vào. Thằng nào tao không làm được. Cái chân ra để soi form nào. Thật anh chưa làm bao giờ nhưng mà. Thu ngực vào nhá, không ưỡn ngực ra nhá. Ôi trời ơi. Được mà. Anh nói em nghe này. Năm rồi anh không tập full che. Một năm rồi anh nhấn mạnh luôn. Em bốc phét rồi chứ trông nó chả được đâu anh ạ. Em không ngáy. Buổi quay của bọn mình hôm nay có lẽ là đã kết thúc ở đây rồi. Anh em đều rất là đói rồi. Cho Sơn khoe body một chút nữa thôi. Xong thì bọn mình sẽ đi về nhà để ăn cơm thôi. Anh ạ. Có bộ lưng khá là chất lượng mặc dù là bộ kéo yếu nhất team. Em nhớ subscribe nhá.